Ok, mình sẽ review sơ về cái cổng vào của để chuẩn bị lên đỉnh băng Xếp Băng nha anh em. Quá đẹp. Băng Xếp Băng thì cách thành phố Lào Cai 36 đến 37 cây số và cách trung tâm Hà Nội là 367 cây số. Quá đẹp đúng anh em ơi. Hôm nay mình đã đi trúng ngày, thời tiết khá là đẹp. Đây là khu chợ tình của Băng Xếp Băng. Quá đẹp luôn anh em ơi. Wow. Chúng ta đang tiến vào khu mua vé để lên đỉnh Băng Xếp Băng. Hôm nay mình đi trời rất là đẹp nha anh em. Qua bên kia, chỗ này cái chỗ đang quay phim. Mày ngồi đấy mày quay mới được. Đây đây đây. Ờ chị vô cho nó nặng luôn đấy. Bữa chưa? Vô nào anh em ơi. Xuống nào. Sapa. Đi với mấy đứa bạn. Đẹp không? Thằng học chưa nào. Anh đang ở chỗ này nhá. Ngồi lên. Được cái mây bữa nay đẹp quá. Hả? Chưa, tao chưa thấy tuyết, chắc không có. Tuyết hết rồi. Hả? Thank you.
Ok, và mình đã đặt chân được lên nóc nhà của Đông Dương nha anh em. Đỉnh Ba Xếp Băng, độ cao 3.143 mét sâu mực nước biển. Quá đẹp.